Vâng, xin chào các bạn. Tiếp tục hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần thứ hai trong cái phần hướng dẫn thao tác chạy quảng cáo Facebook Update năm 2019. Bây giờ đó là tháng 10 năm 2018. Thì cái video trước đó là cái phần 1 nó đã khá là dài nên tôi sẽ chia nó thành hai video. Và tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phần số 2 chọn bộ để hướng dẫn cái thao tác chạy quảng cáo Facebook năm 2019 theo cái giao diện mới nhất của Facebook. Và như hôm trước thì tôi đã dừng ở cái phần nhắm mục tiêu chi tiết thì các bạn đã nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Tôi sẽ nói lại một chút, đó là ở cái phần người chơi trò chơi giao tiếp, người dùng thanh toán trên Facebook. Ở đây là những cái nhà quảng cáo mà người ta sử dụng Facebook Ads và Facebook Payment. Đó, người dùng công nghệ tiên phong thì Facebook mô tả là đây là những người mà có khả năng áp dụng những công nghệ mới và sớm hơn. Giống như tôi đã nói, chẳng hạn như là tôi chơi Facebook. Lúc mà tôi dùng iPhone 6 cũng chơi Facebook, iPhone 7 cũng chơi Facebook, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS vân vân, đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà người dùng sẽ tăng trưởng và người dùng đã lên đời. Thì cái đó là Facebook người ta định nghĩa đó là người dùng công nghệ tiên phong. Và những cái nhóm này thì rõ ràng rằng là đây là cái nhóm mà khách hàng người ta có khả năng chi trả tốt xét về mặt thiết bị, hoặc là truy cập vào những cái hệ điều hành thiết bị cũ hơn. Thì cái nhóm này là dường đề cập đến cái Facebook là những người mà sử dụng những cái thiết bị hoặc là cái hệ điều hành nó kém, tức là ý ở đây là phân biệt về mặt thiết bị là nó có vẻ kém hơn và thu nhập nó có vẻ kém hơn. Các bạn lướt Facebook bằng trình duyệt nào, ví dụ như Chrome hay là Firefox hay là Internet Explorer vân vân, thì cái này thì thực sự thì tôi cũng đánh giá là nó không quá quan trọng trong cái phần nhắm chọn khi chạy quảng cáo. Bởi vì ví dụ như các bạn đang nhìn thấy thì tôi đang sử dụng trình duyệt Chrome, nhưng mà cái đó không quan trọng bằng việc là tôi sử dụng trên thiết bị Mac, đúng không ạ? Tôi sử dụng trên thiết bị Mac. Thế thì cái phần đó thì các bạn cũng có thể xem được phần trước đó, đó chính là phần mà hệ điều hành đã sử dụng, đó là Mac OS X hoặc là Mac Serena, đúng không ạ? Thì cái đó là thể hiện rằng là cái thiết bị của người xem quảng cáo mới là tốt hơn. Và cái ý nghĩa của phần trình duyệt thì như tôi đã phân tích nó không cao. Những người đã chơi trò chơi Canvas, tức là những người đã xem quảng cáo Canvas, thì đây là một cái loại hình quảng cáo mà trong cái phần hướng dẫn các cái loại hình media của Facebook Fanpage thì tôi đã hướng dẫn rồi. Thì các bạn vui lòng xem lại cái bài học đó. Chúng ta có thể tạo ra các cái Canvas để chạy quảng cáo đấy ạ. Vâng, về hành vi mua hàng thì Facebook mới đây đã cho phép chúng ta nhắm chọn những người đã tương tác. Vâng, đã tương tác, đúng không ạ? Thì những người nào mà đã tương tác với fanpage, cái này là nói chung không phải nói riêng cho fanpage của bạn, thì cái này các bạn thấy là cũng rất là tốt để tăng cái tính tương tác lên. Nếu các bạn muốn chạy đến những người mà tăng tương tác, những người mà hay tương tác, thì các bạn nên chọn nút tích này là những người đã tương tác, rất là tốt. Và các hạng mục khác ở đây thì có nhà phát triển API tiếp thị 90 ngày qua, quan tâm đến các sự kiện sắp tới. Thì các hạng mục này thì tôi thấy là cũng không được hiệu quả lắm, trừ cái việc là các sự kiện sắp tới. Thế nhưng mà các sự kiện sắp tới ở đây nó cũng rất là đa dạng, đúng không ạ? Nó bị loãng. Và mối quan hệ đa văn hóa thì cái này có lẽ là cũng chỉ dành cho thị trường Hoa Kỳ thôi, chúng ta cũng có thể bỏ qua. Hoặc nếu bạn nào mà chạy cho thị trường Hoa Kỳ thì các bạn có thể quan tâm. Ngoại kiều, các bạn có thể nhắm chọn đến những cái người là giống như là người Việt kiều, hay là ở Mỹ thì lại là có những cái người Singapore sống ở Mỹ, hay người Ấn Độ sống ở Mỹ. Tương tự như thế thì người Mỹ sống ở Việt Nam, đúng không ạ? Hay là người Singapore sống ở Việt Nam, hay là người Anh sống ở Việt Nam, thì cái đấy người ta gọi là ngoại kiều, đúng không ạ? Phụ thuộc vào việc là cái người đó là người quốc gia nào và đang sống ở quốc gia nào, thì cái đó là ngoại kiều. Thì cái này các bạn cũng có thể chạy quảng cáo cho những người ở nước ngoài cũng rất là tốt, đúng không ạ? Nếu như các bạn có sản phẩm và dịch vụ phục vụ dành riêng cho người nước ngoài. Và các bạn cũng có thể quan tâm đến cái phần ngày kỷ niệm, đó là có những ngày kỷ niệm trong vòng từ 31 đến 60 ngày. Thì cái tính năng này cho marketing và quảng cáo của Facebook thì tôi đánh giá cũng không được rõ rệt. Cái tính năng mà ngày sinh, đấy là một cái tính năng mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất. Hoặc là những cái ngày mà chúng ta kết hôn, những ngày ta đính hôn thì có ý nghĩa quan trọng hơn. Cái phần 1 là tôi đã trình bày trước đó rồi, các bạn có thể xem lại. Bởi vì để hiểu rõ sâu thì các bạn phải xem cả hai phần một cách liền mạch và liên tiếp, đúng không ạ? Về phần người dùng thiết bị di động thì các bạn có thể nhìn thấy đây, chúng ta có thể chọn Android có hỗ trợ phương tiện 360, Android 360 không được hỗ trợ, kết nối mạng 2G, 3G, 4G, Wi-Fi. Tức là chúng ta có thể chọn là nếu như mà người ta xem Facebook của chúng ta khi mà người ta bật Wi-Fi hay là người ta bật 4G hay người ta bật 3G. Và trong trường hợp này thì tôi khuyên là các bạn nên chọn tất cả, bởi vì là 3G cũng được, 4G cũng được, Wi-Fi cũng được, miễn là họ xem quảng cáo, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn trên thiết bị chứ chúng ta cũng không chọn trên cái phần kết nối mạng. Thiết bị ví dụ như là iPhone đời bao nhiêu, Samsung đời bao nhiêu thì lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, đúng không? Người dùng thông minh và máy tính bảng mới, OnePlus, một cái dòng điện thoại di động, đấy, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh và các cái thiết bị di động, cái này nói chung, đúng không ạ? Các điện thoại thông thường. Thế thì nếu như mà chúng ta không có nhắm chọn gì sâu thì chúng ta chọn cái phần điện thoại di động thông minh và các cái loại cái thiết bị khác. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ chọn đến là gần 1,8 tỷ, và cái quy mô nó rất là lớn trên toàn cầu. Bởi vì bây giờ thì Facebook người ta đều đăng nhập bằng các nhiều nền tảng khác nhau. Thí dụ như lúc thì tôi vào bằng iPad, lúc thì tôi vào bằng Mac, lúc thì tôi vào bằng iPhone, đúng không? Tương tự như vậy thì cái tính loại trừ của nó vẫn chưa cao, hoặc là tất cả các thiết bị di động cái này thì là tần tật rồi, gần 1,9 tỷ rồi, 1,881 tỷ đây rồi các bạn nhìn thấy không ạ? Thế nhưng mà các bạn chọn theo hệ điều hành thì các bạn đã thấy bắt đầu tốt hơn rất nhiều, như Windows Phone hay Android hay là Apple. Như vậy vẫn chưa được chi tiết lắm, đúng không ạ? Thì các bạn có thể chọn theo thương hiệu như là Amazon Kindle Fire là một cái dòng điện thoại của Amazon. Cái số lượng người dùng cũng rất là ít. Thế còn nếu mà các bạn chạy ở Việt Nam thì các bạn có thể nhìn thấy nhắm chọn từ iPad 4, iPad Air, Air 2, đúng không ạ? Mini 123, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, SE vân vân. iPad, iPhone 5, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 234, 4S, iPhone 5C, 5S vân vân, chúng ta nhìn thấy rất nhiều ở đây. Thế thì chúng ta được quyền chọn một hay nhiều các thiết bị iPhone, được chọn một hay nhiều các cái thiết bị di động khác, bởi vì cái việc chúng ta chọn thiết bị di động nào thể hiện là cái tầm tiền của khách hàng. Tôi lấy thí dụ, không phải là tất cả, nhưng mà nếu các bạn xét trên bình diện số lớn, những người sử dụng thiết bị iPhone X thì rõ ràng là những người mà yêu công nghệ và người ta có thu nhập, hoặc là bây giờ là XS, hoặc là những cái dòng cao hơn nữa. Thế còn nếu bây giờ tại thời điểm này mà các bạn vẫn dùng iPhone 4, iPhone 5 thì xét về một cá nhân thì có thể không có vấn đề gì, nhưng mà xét trên một số lượng lớn thì rõ ràng rằng cái tập khách hàng đó là cái tập khách hàng người ta không có khả năng chi trả nhiều như là cái tập iPhone X hoặc là iPhone XS. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vậy thì khi mà các bạn chọn thì các bạn phải trả lời cho câu hỏi là bạn chọn thiết bị nào, là bạn bán sản phẩm gì, dịch vụ gì, đắt hay là rẻ, có thương hiệu hay là không có thương hiệu. Thì lúc đó các bạn mới tư duy để chọn cái thiết bị như thế nào. Google các bạn cũng có thể là Google Pixel hoặc là Nexus 5 hoặc là HTC One, đúng không ạ? LG và hoặc là Samsung. Ở Việt Nam thì có hai cái dòng chính là Apple và Samsung. Ngoài ra thì có một số những cái dòng phụ, số lượng nó không đáng kể. Tương tự như vậy các bạn cũng có thể nhìn thấy có rất là nhiều đời Samsung, đúng không ạ? Grand 234, Note 45678, S43, S567, S rồi thì 7S, đúng không ạ? 8, 8 cộng, 9 cộng vân vân. Rồi Tab 234, Tab Pro vân vân, rất là nhiều. Thì tương tự như tôi đã phân tích với iPhone thì tôi không phân tích lại nữa. Sony cũng có một số lượng khách hàng nhất định, quy mô nó không quá lớn, đúng không ạ? Và những cái dòng sản xuất khác như là Alcatel hay Cherry hay là Huawei Carbon vân vân, Oppo. Đấy, các bạn thấy Oppo bắt đầu cũng sẽ tăng lên khá là nhiều, 87,8 triệu, đúng không ạ? Còn những cái dòng khác thì nó ít hơn. Thế thì những cái dòng như Oppo hay là Tecno hay Vivo hay Huawei, các bạn nhìn thấy này, thường là cái dòng này là dòng khách hàng trẻ và ở các tỉnh lẻ và thu nhập thấp. Thế thì nếu mà các bạn bán những cái sản phẩm như thời trang hay là những cái đồ dùng hay là những cái dịch vụ, khách hàng mà nó không quá đắt đỏ, vài trăm ngàn cho một sản phẩm, một dịch vụ gì đó, thì tôi nghĩ những cái thiết bị như này rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể chọn thêm rất nhiều các cái loại thiết bị di động khác nữa để nó rẻ. Truy cập Facebook theo thiết bị đó, HTC hay là Android hay Samsung, Motorola, đúng không ạ? Hay là LG, nó chia nhỏ ra nữa, rất là tuyệt vời. Thì khi đó các bạn có thể khả năng nhắm chọn, đúng không ạ? Hoặc là người dùng thiết bị di động theo thời gian, người mới dùng được vài tháng, người dùng được vài năm, đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái này cũng có một số ý nghĩa. Ví dụ như là người mới sử dụng thiết bị di động thì các bạn mà chạy ốp lưng điện thoại cũng rất là tốt. Hoặc là các bạn chạy bán các phụ kiện Thế nhưng mà những người mà người ta dùng lâu rồi, ở đây thì cao nhất là từ 25 tháng trở lên, tức là khoảng 2 năm trở lên. Thí dụ như là tôi thì tôi sử dụng Facebook từ năm 2008 tới nay, thì cũng tính ra số năm là 10 năm, 11 năm rồi. Lúc đó thì đã dùng BlackBerry, rồi đã dùng những cái dòng Samsung, những cái dòng Note đời Note 1, Note 2, Note 3 đăng nhập rồi. Sau này là iPhone 4, 5, 6, 7, 8 gì đó. Thì tức là tôi đã dùng rất lâu rồi. Thì như vậy nếu mà các bạn nhắm chọn đến những người dùng rất lâu rồi, như vậy là ý rằng là những người này là sẽ có thu nhập tốt hơn so với những người ta bây giờ người ta mới dùng. Hoặc là thứ hai nữa là về mặt tuổi tác, đúng không ạ? Những người lớn tuổi bây giờ người ta cũng bắt đầu sử dụng điện thoại di động. Thì đấy cũng là một trong những cái phân tích về hành vi của khách hàng, các bạn cần hết sức lưu ý. Và ở đây thì có phân loại người tiêu dùng. Thì các bạn thấy rằng là cái này cũng không dành cho thị trường Việt Nam nhé. Vâng, hoặc là soccer, đúng không ạ? Là cái phần bóng đá. Các bạn thấy là thỉnh thoảng nó có tiếng Anh, tiếng Việt lẫn nhau. Thì các bạn cũng không sao cả, bởi vì là do Facebook nó chưa dịch hết thôi. Đấy, thế thì ví dụ như là chạy quảng cáo bán đồ thể thao, giày dép, quần áo, những người hâm mộ bóng đá thì rất là tuyệt vời. Và cuối cùng đấy là các hạng mục khác, đúng không ạ? Thì gồm có là personal care and home service. Thì những cái này là những cái dịch vụ chăm sóc cá nhân, gia đình. Và trong tương lai thì họ sẽ thêm những cái dịch vụ nữa. Vâng, thế thì tôi tổng kết lại cái phần bao gồm. Thì chúng ta nhìn thấy có nhân khẩu, sở thích, hành vi và các hạng mục khác. Thế thì quan trọng nhất đó là nhân khẩu, sau đến hành vi và cuối cùng là sở thích. Thì các bạn phải kết hợp ba cái nhóm lớn này, và sau đó các bạn chọn những nhóm nhỏ cho mình. Đó. Thế còn phần loại trừ thì tương tự như vậy, nhưng mà cái tính năng là nó ngược nhau. Bao gồm là chỉ cần ít nhất một tiêu chí là các bạn chọn được. Nhưng mà loại trừ thì ít nhất là có một tiêu chí là sẽ bị bỏ ra. Đấy. Và các bạn có thể chạy quảng cáo là dạng mix, tức là kết hợp. Bao gồm thế này nhưng mà loại trừ thế kia, để bạn chọn cái tập khách hàng của mình nó chính xác hơn, nếu như mà đối với bạn điều đó là quan trọng, đúng không ạ? Thế thì để mà nhắm chọn như thế nào thì tôi sẽ có một cái video hướng dẫn sau. Tôi sẽ nói cho các bạn phải phân tích được khách hàng của mình là khách hàng mục tiêu như thế nào, thì các bạn hãy chọn mục tiêu chi tiết sau, đúng không ạ? Các bạn có thể chọn tích và mở rộng để làm cho Facebook nó ưu tiên hơn. Các bạn có thể chọn kết nối đến những người thích trang, hoặc là bạn bè của những người thích trang, hoặc là loại trừ những người thích trang. Nếu như mà các bạn không muốn chạy quảng cáo cho những người thích trang thì bạn có thể dùng phương pháp loại trừ. Nếu như bạn chỉ chạy quảng cáo đến những người thích trang thôi thì bạn chọn phương pháp ở đây là những người thích trang. Đấy, hoặc là bạn bè của những người thích trang là các bạn mở rộng thêm. Về vị trí quảng cáo thì các bạn để ý rằng là hiển thị quảng cáo với đúng người tại đúng vị trí. Thì ngày nay thì bây giờ là trong cuối năm 2018 và đầu 2019 thì các bạn thấy rằng là Facebook nó có rất nhiều các vị trí hiển thị, và nó cho chúng ta hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất đấy là lựa chọn làm vị trí quảng cáo tự động, tức là Facebook nó sẽ tự đẩy quảng cáo của chúng ta đến bất kỳ vị trí nào mà khách hàng đang xem. Và thứ hai đấy là chúng ta có quyền lựa chọn tùy chỉnh bằng tay. Thì trong cái phần tùy chỉnh bằng tay này tôi sẽ chỉ cho các bạn nó có nhiều vị trí như thế nào, đúng không ạ? Nền tảng các bạn nhìn thấy Facebook nó sẽ có nguồn cấp. Nguồn cấp ở đây là bao gồm đó chính là hiển thị ở trên PC, laptop. Đó, thứ hai nữa là trên thiết bị mobile. Nguồn cấp là gồm hai vị trí chúng ta nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Nguồn cấp của mobile và nguồn cấp của PC, laptop. Bài viết tức thời các bạn nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Video trực tuyến các bạn nhìn thấy ở đây, tức là nó phát một cái video trực tuyến, sau đó nó chèn quảng cáo vào. Giống như là sắp tới là nó sẽ phát bóng đá đấy, nó sẽ chèn quảng cáo. Cột bên phải thì chúng ta nhìn thấy rồi. Cột bên phải thì bắt buộc là phải chạy trên PC, laptop thì mới có cột phải. Còn trên mobile nó không có cột phải, đúng không ạ? Vâng, video được đề xuất. Vâng, marketplace tức là chợ, chợ ứng dụng, đúng không ạ? Những cái chợ mua bán trên đó. Và dạng là dạng bản tin. Vâng, bản tin. Đó, thế thì trong tương lai thì Facebook nó sẽ còn cả là nhiều cái nữa, mở rộng thêm. Thì các bạn lưu ý, các bạn xem ở đây thì các bạn sẽ thấy, đúng không ạ? Như vậy Facebook các bạn đếm này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Tại thời điểm mà tôi quay cái video này là có 8 vị trí trên Facebook. Facebook cho phép chạy quảng cáo trên Instagram nữa, tức là nó cùng một hệ thống các bạn nhé. Các bạn có thể chạy quảng cáo hiển thị trên Instagram là có hai vị trí là bảng tin và tin. Và Như vậy đã là 10 rồi đúng không ạ? Vâng, 8 cộng 2 là 10. Audience Network thì các bạn nhìn thấy có 3 phần Audience Network của Facebook đúng không ạ? Tự nhiên, biểu ngữ, video trực tuyến và video kèm phần thưởng. Như vậy là có 3. Và cuối cùng là nền tảng thứ tư là Messenger, thì bao gồm là hộp thư và sponsored message, tức là cái này là chúng ta được tài trợ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái hình của nó, hai cái nó khác nhau như thế nào. Đấy, cái vị trí hiển thị. Như vậy chúng ta thấy là có rất nhiều các vị trí hiển thị. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái khả năng cung ứng quảng cáo của Facebook rất lớn, và nó cũng đồng thời làm loãng cái quảng cáo của chúng ta. Cho nên chúng ta nên phải chọn hết sức là thận trọng. Trong trường hợp này tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Một là nếu có gì mà bất thường thì không nói, nhưng mà bình thường thì các bạn có thể chạy nguồn cấp là tuyệt vời nhất đúng không ạ? Sau đó thì các bạn có thể chọn đến cột phải, và cột phải cũng có thể ok. Nếu bạn tập trung vào Instagram thì các bạn có thể chọn riêng Instagram các bạn chạy. Thế còn Audience Networks thì tôi thấy là chạy có vẻ như là cũng hơi khó, cũng kém hiệu quả so với những cái vị trí khác. Tôi không nói là nó không hiệu quả, nhưng tôi nói là theo trải nghiệm cá nhân của tôi thì tôi thấy nó kém hơn so với các vị trí khác. Và cái Messenger thì hiện nay đang rất là tốt đúng không ạ? Các bạn có thể chạy quảng cáo, tôi có hướng dẫn cho các bạn rồi. Đấy. Thì trên này các bạn có thể chọn các loại thiết bị, chọn sâu thêm. Các bạn tắt máy tính đi thì nó chỉ chạy di động, mà các bạn tắt di động thì chỉ chạy máy tính. Còn các bạn để cả hai thì nó sẽ chọn cho cả hai nền tảng. Đấy. Thế còn trong thiết bị di động thì chúng ta có thể chọn từng cái vị trí này, Android và iOS nữa. Thì cái này trong cái phần mà nhắm mục tiêu chi tiết ở trên này thì các bạn đã có thể chọn được rồi. Nếu như mà các bạn chọn ở đây thì các bạn đã chọn được rồi. Còn nếu không thì các bạn xuống dưới này các bạn chọn thêm, nó càng chặt đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng có thể loại trừ các cái nội dung của nhà phát hành hoặc là danh sách chặn. Ví dụ như là mình không muốn mà người ta chạy quảng cáo đến những cái trang nó có cái nội dung không tốt, ảnh hưởng đến thương hiệu của mình có thể chọn đúng không ạ? Thì Facebook nó cho mình phép chọn như vậy. Vâng. Tiếp tục trong phần nhóm quảng cáo chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta sẽ bàn về vấn đề ngân sách và lịch chạy. Vấn đề ngân sách thì chúng ta sẽ có hai dạng là ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời. Thì dù chọn cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn sẽ luôn tính tiền quảng cáo theo ngày. Hãy nhớ rằng là Facebook luôn luôn tính tiền quảng cáo theo ngày. Vì thế nếu mà bạn nào có liên hệ với tôi, chuyên gia Phan Anh, để làm quảng cáo thuê hoặc là thuê tư vấn quảng cáo vân vân, thì tôi luôn luôn đặt câu hỏi là bạn chạy quảng cáo bao nhiêu tiền một ngày và bạn chạy quảng cáo bao nhiêu tiền một tháng dự kiến đúng không ạ? Bởi vì tôi luôn biết rằng là cứ hết một ngày trôi qua thì Facebook nó sẽ trừ một số tiền. Nếu các bạn chạy ngân sách hàng ngày, các bạn đặt là 100.000 thì cứ mỗi một ngày trôi qua Facebook sẽ trừ của bạn 100.000. Nếu các bạn đặt 1 triệu thì Facebook sẽ trừ 1 triệu, đúng không ạ? Vâng, cái số tiền mà các bạn chạy này nó sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng kết quả ước tính hàng ngày. Đó. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy ở bên đây phải, nó chính là cái phần mà người ta gọi nó chính là cái phần mà đối tượng khách hàng tiềm năng. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đó, ở cái ngân sách này nó giảm đi thì cái số người tiếp cận tiềm năng nó sẽ giảm xuống. Bởi vì cái tiếp cận thực tế nó phụ thuộc vào ngân sách hoàn toàn. Cho nên ngân sách lớn thì mình có khả năng tiếp cận lớn, mà ngân sách nhỏ mình có khả năng tiếp cận nhỏ. Đấy, mình có thể chọn lịch chạy là chạy liên tục, và mình có thể chọn ngày bắt đầu hoặc kết thúc. Thì các bạn hỏi tôi là nên chọn như thế nào, thì trong hai trường hợp này thì tôi thấy là nó cũng không quá quan trọng. Nếu mà bạn mà chạy quảng cáo thường xuyên, thì bạn có thể chọn liên tục như thế này. Còn nếu mà các bạn bận rộn thì các bạn có thể chọn đặt ngày bắt đầu và kết thúc, thì cái hệ thống nó sẽ tự tắt cho chúng ta. Còn tất nhiên trong quá trình chạy quảng cáo thì chúng ta luôn luôn phải xem, luôn luôn phải canh. Một ngày chúng ta phải xem 3-4 lần, sáng, trưa, chiều, tối mình phải xem để mình còn điều chỉnh, chứ không thì nó chạy vù cái là nó mất tiền mà nó không ra đơn, nó comment nó đắt, rồi thì giá thầu nó đắt, đúng không ạ? Vâng, đó. Ok, các bạn hiểu chưa ạ? Thì các bạn sẽ chọn tối ưu hóa phân phối cho cái gì? Thì tối ưu hóa phân phối cho cái gì ở đây nó hiển thị thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái mục tiêu mà bạn chạy. Nếu như mà cái mục tiêu của các bạn mà không phải là tương tác, có thể là lưu lượng truy cập hoặc là số lượt xem video hoặc là tin nhắn hoặc là tìm kiếm hàng tiềm năng như này, thì cái phần mà tối ưu thì lúc này nó sẽ lại làm tối ưu cho từng cái mục tiêu đó. Thì ở đây tôi đang demo cho các bạn đấy là chạy tương tác bài viết, thì lúc này nó sẽ chọn là tối ưu tương tác bài viết, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể chọn tối ưu cho số lần hiển thị, hoặc là tối ưu cho số lần tương tác, hoặc là số lần tiếp cận khác nhau hàng ngày. Thế ba cái này khác nhau cái gì? Một, nếu mà bạn chỉ quan tâm đến hiển thị chạy thật nhiều thì bạn chọn cái này. Nếu bạn quan tâm đến tương tác, tức là nó phải click và nó xem, nó comment, nó inbox, nó xem thêm vân vân, thì cái này nó vẫn là tốt nhất cho chúng ta hiện nay. Đấy là theo cái tinh thần là bó đũa chọn cột cờ, tức là nó có những cái comment, rồi nó có những cái inbox rất là chất, nhưng mà nó cũng có những cái like, rồi có những cái thứ tùm lum tào lao mà chúng ta không cần đến. Nhưng mà rõ ràng rằng đó chính là cái khái niệm Facebook người ta gọi là tương tác. Thế còn nếu mà bạn muốn phân phối quảng cáo cho nhiều người nhất và mỗi người chỉ xem một lần một ngày thôi, thì bạn chọn cái dòng thứ ba này là số người tiếp cận khác nhau hàng ngày. Đó. Thế thì lời khuyên của tôi là các bạn có thử nghiệm cái phần tương tác này, đúng không ạ? Và các bạn có thể đặt chiến lược giá thầu để tự động, hoặc là đặt giới hạn giá thầu. Thì tôi khuyên là các bạn nên đặt tự động. Còn nếu mà các bạn mà muốn thử nghiệm thì các bạn có thể đặt giá thầu tự động, hoặc là giá thầu thủ công giới hạn như thế này, để các bạn so sánh xem là cái gì nó khác nhau như thế nào, đúng không? Và thời gian tính phí là lượt hiển thị, tức là cứ hiển thị là mất tiền, chứ không phải là tương tác thì mới mất tiền. Thì có những cái loại mà mục tiêu khác nhau thì nó cũng sẽ ra cái thời gian tính phí khác nhau. Cái này là hiển thị, cái kia có thể là truy cập, cái kia có thể là tối ưu một cái gì đó, hoặc là cái kia là lượt xem video vân vân, đúng không ạ? Thế nếu mà các bạn có muốn lên lịch quảng cáo thì ở đây nó có cái là luôn chạy, hoặc là chạy quảng cáo theo lịch trình. Thì bình thường nếu mà bạn chọn ngân sách mà dạng là ngân sách hàng ngày thì nó sẽ không có cái nút bấm là chạy quảng cáo theo lịch trình. Nhưng mà nếu mà các bạn chọn ngân sách chọn đời thì nó sẽ cho mình cái nút bấm là chạy quảng cáo theo lịch trình. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Các bạn có thể sử dụng múi giờ của người xem. Đấy. Nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của các bạn chạy như thế nào. Các bạn hãy chọn được những múi giờ như vậy để quảng cáo nó được hiển thị. Cái này tôi làm demo thôi, đúng không ạ? Cái này các bắt buộc là các bạn phải nghiên cứu. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ sang phần quảng cáo. Trong một chiến dịch thì nó sẽ có chiến dịch, mục tiêu, nhóm quảng cáo và các cái bộ phận của nhóm quảng cáo, và cuối cùng thì đến quảng cáo theo 3 cấp độ. Cái này nó cũng gần giống với Google AdWords, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể tạo quảng cáo, hoặc là sử dụng các cái bài viết có sẵn. Các bạn cũng có thể đặt tên cho chiến dịch quảng cáo. Và ví dụ chiến dịch ở đây tôi sẽ chọn chiến dịch là xuất khẩu lao động, đúng không ạ? Và tôi đã tiếp nối với các bạn. Thế tôi sẽ chọn đến cái page là xuất khẩu lao động đó, nếu như tôi có. Còn nếu mà tôi không có thì thôi. Các bạn chọn đến cái page như vậy, được chưa ạ? Cái page của mình, bởi vì một người nó có thể sở hữu nhiều fanpage, và cũng có thể một người cũng không sở hữu cái fanpage nào. Đấy, thì ở đây thì tôi đang sở hữu một cái fanpage của khách hàng, đấy là chạy một quảng cáo sừng đầm. Thế thì lúc này bắt buộc là các bạn phải chọn một cái bài viết, các bạn đã viết sẵn ở trên fanpage, đúng không ạ? Ở đây tôi đang làm mẫu cho các bạn thôi, thì cái bài này các bạn phải chọn trước. Đấy. Sau đó thì các bạn bắt đầu là chạy quảng cáo. Các bạn chạy quảng cáo bởi vì nó là dạng bài viết, cho nên là bài viết đã có sẵn ở trên fanpage rồi. Thì cái bài viết này mình sẽ quan tâm đến phần text ở đây. Sau đó mình quan tâm đến phần hình ảnh, và mình tối ưu phần text, tối ưu phần hình ảnh. Cuối cùng đấy là mình bấm vào phần xác nhận màu xanh lá cây, tức là mình đệ trình với Facebook để mình đặt quảng cáo. Và khi mình đệ trình với Facebook, mình đặt quảng cáo rồi thì Facebook sẽ có một cái khoảng thời gian xét duyệt và phê duyệt. Thì lúc đó nó có thể là phê duyệt hoặc không phê duyệt quảng cáo. Nó phê thì sản phẩm và ngôn từ dịch vụ ok, còn nó không phê thì có thể mình vi phạm một cái chính sách gì đó mà đôi khi chúng ta cũng không biết, nhưng đôi khi thì chúng ta cũng biết rằng là nó là như vậy, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì các bạn nhìn thấy đó là tối ưu về hình ảnh, tối ưu về thông điệp quảng cáo vân vân. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta chạy rất là ok như vậy. Vâng, thế thì tôi xin phép kết thúc cái phần hướng dẫn các cái thao tác của các bạn ở đây. Sau đó thì tôi sẽ chuyển sang cái video tiếp theo, cái bài giảng tiếp theo là tôi hướng dẫn các bạn làm một cái content, cái quy trình để các bạn thiết lập một cái khách hàng để các bạn làm content. Còn trong trường hợp này thì các bạn nhìn thấy ở đây là cái shop Miranda, tôi đang chạy quảng cáo với khách hàng, tôi đang tư vấn cho khách hàng là họ viết text như này ok rồi, họ tập trung vào text ngắn để cho nó không hiển thị nhiều, tập trung vào cái từ sale off, giảm giá, đúng không ạ? Giá rất là sốc, 219, 239, 259. Đấy, sau đó họ đầu tư hình ảnh rất là đẹp để thu hút khách hàng. và họ chạy quảng cáo để ra comment, ra số điện thoại. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là đây là một cái demo, một cái tạo mẫu cho các bạn tham khảo thôi. Thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn trong 2 video, mỗi video dài chừng 30 phút, hơn 30 phút để giúp các bạn là thao tác quảng cáo Facebook phiên bản update nhất là tháng 10 năm 2018, mà tôi gọi đó là 2019, tức là có lẽ là phải đến 2019 thì tôi sẽ làm lại. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp, đúng không ạ? Giảng viên Nguyễn Phan Anh có Facebook là Phan Anh Online, số điện thoại 0989 623 88. Và các bạn cũng hết sức lưu ý một ý nữa, đấy là tôi sẽ làm demo chi tiết một cái video như này thôi. Thì những cái video khác các bạn xem có thể cái giao diện nó vẫn là cũ, thì các bạn cũng không có gì phải thắc mắc cả, bởi vì là chúng ta đã có một cái rất nhiều các video update nó chuẩn mới nhất rồi, thì cái kia cái thao tác của nó cũng giống hệt, cái ý nghĩa marketing hay cái cách thức của nó cũng giống hệt, nó chỉ khác nhau một chút về giao diện mà thôi. Các bạn hiểu với tôi chưa ạ? Và các bạn bấm xác nhận ở đây thì tôi xin phép không bấm, bởi vì là cái tài khoản quảng cáo này là thật và cái bài này là chạy thật thì tôi không bấm nhá. Và một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.